Vâng, con này chỉ hơn trăm và chỉ có hơn 100 triệu đồng thôi các bác ạ. Máy dầu 7 chỗ và các bác nhìn xem form dáng nó thiết kế nhìn rất đẹp mắt, nhìn không khác gì những chiếc xe đời cao bây giờ, đúng không ạ? Tổng chi nhá, chứ không phải là bảo là trả góp hay là trả dần các bác nhá, mà là các bác mình bỏ ra tổng chi chỉ có hơn 100 triệu đồng thôi là mình đã có thể mình mua sở hữu ngay mẫu xe này rồi. Đấy, máy dầu thì các bác biết là rất là lành. Đấy, và cũng rất là bền, đúng không ạ? Và nó tiết kiệm, đúng không ạ? Đấy, chiếc xe này thì nó có những cái gì em sẽ tả cho bác luôn nhá. Có gương kính điều chỉnh điện này. Đấy, rồi hai túi khí an toàn này, rồi hai dàn điều hòa liền này. Đấy, rồi đầu đài âm thanh các thứ, màn hình các thứ đầy đủ các bác nhá. Trần của xe là trần lý. Đấy. Thiết kế nó là 7 ghế ngồi nhưng mà mình có thể là ngồi được nhiều hơn. Đấy, vì là chiếc xe này nó rất là to cao và nó rất là rộng các bác nhá. Dài hơn cả những cái mẫu xe như là Innova các bác nhá, dài hơn nhiều luôn. Và đây là cái phần phía đằng sau của chiếc xe. Đấy, mẫu này của em được mang tên là Ford Everest các bác nhá. Số sàn và động cơ là động cơ máy dầu 2.5. Phía sau này ngồi được rất nhiều người luôn đây này các bác này. Đấy, và dàn lốp của xe này vẫn còn tương đối dày, có phanh đĩa, phanh ABS, rồi na răng đúc nguyên bản theo xe các bác nhá. Nội thất của xe là bằng chất liệu da. Bên ngoài thì các bác nhìn thấy là với lớp sơn là màu đen, bên trong là màu kem và là màu xám, đúng không ạ? Xe các bác mua về đi luôn và dùng ngay thôi nhá. Cứ thế đi thôi. Máy dầu thì siêu tiết kiệm rồi. Loại này mà các bác mua về chạy dịch vụ hay là chạy gia đình đều nó ok hết. Mẫu này các bác mua về sử dụng cho cả gia đình luôn, quá ok tuyệt vời đúng không ạ? Và video này thì em mời các bác mình cùng xem, cùng cảm nhận về nó rồi mình đánh giá các bác nhá. Bác nào có những cái câu hỏi gì thì các bác mình có thể là vui lòng alo hoặc là nhắn tin hoặc là comment phía bên dưới các bác nhá. Vâng, để bên em giải đáp cho toàn thể các bác. Hơn 100 triệu đồng thôi, giá thì đúng là như một những cái chiếc xe xe cỏ, như là những cái chiếc xe máy bình thường thôi, thậm chí là rẻ hơn cả SH luôn, đúng không ạ? Rẻ hơn cả xe máy SH luôn mà các bác mình có thể là mua được một chiếc xe ô tô nó hầm hố như này rồi các bác ạ. Đấy, bác nào đang ít tiền, bác nào mà bây giờ đang khởi nghiệp, các bác mua những mẫu xe này về mà đi thì quá tuyệt vời, chân đúng bài luôn đúng không ạ? Đây nhá, em sẽ quay các bác mình xem đầy đủ và chi tiết về mẫu xe Ford Everest ở bên em. Đấy, các bác mình đi, em sẽ đọc số điện thoại để các bác lưu vào và các bác mình tiện liên hệ nhá. Đấy, đây là nội thất bên trong, chỗ này bằng chất liệu da này. Đấy, chân này đây bằng nhựa các bác nhá. Gương kính điều chỉnh điện toàn bộ. Thân vỏ của xe vẫn còn đẹp. Bộ ghế da xe là không rách. Sàn của xe lót thảm trải sàn rồi. Túi khí an toàn có hai cái, đây cái và một cái giữa vô lăng các bác nhá. Táp lô táp ni của xe rất sáng bóng và nhìn rất tươi tỉnh đây. Các bác nhìn xe này. Đấy, đầu đài giải trí đây các bác nhá. Đấy, kết nối với cả điện thoại luôn. Đấy, hệ thống điều hòa của xe đây, một dàn này, một dàn ở phía sau nữa các bác nhá. Đấy, khóa khiển các thứ đây. Đây khóa khiển đây. Một đôi khóa khiển luôn đây các bác này. Đấy, cái này là cái cốp đồ đây, đây số đây. Đấy, phanh tay đây các bác nhá, vô lăng của xe 4 chấu. Đây là một số vị trí để cửa gió, đèn xi nhan, rồi mình sấy sưởi kính đây. Và thông tin của xe em đã ghi trên kia rồi đấy các bác nhá. Ở chỗ này là cái dây điện cho cái màn hình này các bác nhá. Vâng, đây em tiếp tục quay các bác mình xem đây này. Này, máy dầu ăn thì ít nhiên liệu rồi đúng không ạ? Tầm khoảng quanh 6-7 lít dầu trên 100 km thôi các bác ạ. Rất tiết kiệm luôn. Đấy, những đồ nhựa, những cái đồ da của xe nó vẫn còn khá là đẹp luôn, rất là sáng mắt các bác nhìn xe này. Đấy, nhìn rất đẹp mắt. Đấy nhá, từng vị trí một em mời các bác mình xem đầy đủ. Các bác đang ngồi xem buổi nay này, các bác mình nhấn cho em xin những cái lần thích và những cái lần tim như là những cái lần chia sẻ nhá. Các bác đang xem clip này, các bác rảnh tay thì cho em xin những cái lần đó để nhất là ủng hộ, thứ hai thì mình cũng là tương tác các bác nhá. Vâng, xin cảm ơn toàn thể các bác. Đây nhá các bác nhá. Đây là một công tắc để mình vặn chính cái dàn điều hòa phía sau. Dàn điều hòa phía sau nó có thiết kế là 1 này, 2 này, 3, 4 này, có 4 cửa gió cho cái một cái dàn phía sau các bác nhá. Đấy, đây là bên phụ. Bây giờ sang bên lái đi, em đóng cửa lại cho các bác mình xem form vỏ bên ngoài xong là sang bên quay các bác xem một số vị trí nhá. Đây các bác nhìn này. Với sơn xi xe rất là bóng mượt luôn. Bên em mới tỉa lại sơn rồi cho nên là về cái phần hình thức bên ngoài của xe thì rất ok. Đấy, có bậc bệ bước lên bước xuống đây đầy đủ này các bác này. Đấy, kính của xe thì các bác thấy là bọc dán rồi và có vè mưa rồi kia. Rồi có cả thanh giá lóc đầy đủ này. Đấy, đèn trước đèn sau của xe này vẫn còn rất là sáng đẹp đây. Cái vị trí đằng sau này là cái chỗ mà để lốp dự phòng nhá. Lốp dự phòng mình đặt ở đây nhá các bác nhá. Đấy, con này của em ra biển 4 số,
chưa thay biển số lần nào các bác nhá. Con này của em là chưa thay biển số, chưa thay đăng ký lần nào ạ. Vẫn một đăng ký, vẫn một biển số từ ngày xưa đến bây giờ. Vâng, và đây là phía sau. Các bác thấy đúng không ạ? Các bác thấy này, khu vực phía sau này mình để được tương đối là nhiều đồ luôn, đúng không ạ? Đấy, ngồi được người mà vẫn để được đồ hàng phía sau đây. Đấy, nội thất cái hàng ghế này các bác nhìn cho em này, nó rất là rộng luôn, đúng không ạ? Nó rất là rộng này. Với cái phần hàng ghế phía sau này thì mình có thể là ngồi được 4 người liền, đúng không ạ? 4 người liền thoải mái các bác nhá. Tất nhiên thì 4 người vừa vừa phải trải thôi, chứ 4 người to quá ngồi hơi chật. Đây, đèn nón đằng sau đó các bác nhìn này. Đèn tương đối là đẹp, đúng không ạ? Và một cánh cửa nữa đây. Cánh cửa đây các bác nhá. Đây, cánh cửa đây. Ok chưa? Các bác đang đón xem buổi nay này, mình xem hết video cho em, hết clip này cho em nhé, để mình thấy được là chiếc xe này nó như thế nào. Vâng đây. Đấy, gầm sàn tiêm quay sau đi. Đấy, ghế đây, các bác nhìn xe này, ghế rất là mới nhá. Ghế xe rất là mới luôn. Vâng. Ok ạ, tiếp tục này. Bác nào mà kinh tế đang khó khăn, điều kiện không có, các bác mua mẫu này quá tuyệt vời. Đây nhá. Đấy, bộ ghế đẹp này. Đấy, gương chỉnh điện luôn các bác ạ. Đây, gương chỉnh điện nằm ở vị trí này các bác nhá. Đấy, bật đèn đây. Tắt nô đây. Đây, đồng hồ báo một số thông tin đây các bác nhá. Đấy. Rồi, đấy là nội thất bên trong của chiếc xe Ford Everest này. Máy dầu thì hiện tại bên em có mấy con nó như là Santa Fe hay là có Tucson và có cả Rondo các bác nhá. Có một con Santa Fe máy dầu nữa, một chiếc xe Santa Fe máy dầu số tự động nữa, hiện tại đang ở trong Nam nhá, đang ở trong miền Nam. Bây giờ thì chuẩn bị mang ra, bác nào trong miền Nam mà thích chiếc Santa Fe máy dầu số tự động màu đen đời 2003 thì các bác mình alo gọi điện cho bên em nhá. Bên em đang bán là gần 200. Đấy, chiếc xe máy dầu Santa Fe đấy bên em đang bán là gần 200 triệu nha các bác nhá. Đây các bác nhìn xem, với lớp sơn bên ngoài của xe các bác nhìn này. Rất sáng bóng này. Đấy, đèn pha đẹp này, đèn gầm của xe đẹp này. Mặt nạ ga lăng của xe đây các bác nhìn thấy là được ốp lốp rồi đúng không ạ? Rất sáng xe. Sơn xi bóng mượt. Bác nào cần bên em hỗ trợ sang tên đổi chủ cho thì bên em sẽ hỗ trợ cho nhá. Đấy, mà bác nào mà muốn giữ nguyên biển số thì mình làm giấy tờ mua bán là cứ để thế là đi được rồi. Không cần phải sang tên làm gì. Đây các bác nhìn xem. Đây, sơn xi xe rất đẹp luôn. Đấy, sơn xi xe rất đẹp luôn này. Kính của xe bọc dáng rồi này. Đó. Đăng kiểm của xe thì bên em sẽ cho đăng kiểm nhá. Đăng kiểm sắp hết. Đây gầm của nó đây các bác nhá. Gầm đây. Đây, một xe với giá tiền hơn 100 triệu đồng mà nó được như vậy đấy ạ. Rất đáng đồng tiền. Rất đáng mất gạo mà các bác mình mua về đúng không ạ? Rất đáng dùng. Trên trăm bây giờ mua xe gì máy dầu đẹp như con này bây giờ đúng không ạ? Đấy, form dáng thiết kế vẫn trẻ trung, vẫn thời trang, nhìn cũng không khác gì những cái chiếc xe mà đời cao đúng không ạ? Nếu mà nhìn từ phía đằng sau đấy thì không khác gì chiếc xe đời cao thật. Bây giờ thì quay máy động cơ cho các bác xem nhé. Không khác gì mấy đâu các bác ạ. Đây khoang máy của xe nhá. Đây, máy dầu, chiếc xe được thiết kế là máy nằm dọc như này, gọi là máy dọc cầu sau đấy ạ. Đây, máy dầu rất tiết kiệm đúng không ạ? Rất là lành máy. Máy số ngon các bác nhá. Vâng, bác nào mà đang quan tâm chiếc xe này thì liên hệ trực tiếp cho bên em theo những số điện thoại hotline 093 85 86 307 và 0389 000 555 và 0335 838389 nhé. Ba số hotline, ba số Zalo bác mình kết nối cho em để được tư vấn thêm và được xem thêm. Còn bác nào mà đang có nhu cầu mua xe khác thì các bác hãy đăng ký kênh YouTube bên em này, nhấn theo dõi Facebook bên em này, nhấn follow TikTok bên em này để xem thêm những video mới khác của bên em nhé. Bên em hiện tại đang có rất nhiều xe, hiện tại đang có trên 100 xe các loại để cho mình lựa chọn và tham khảo luôn các bác nhé. Mà các bác mình rảnh tay thì nhấn like, nhấn chia sẻ ủng hộ em nữa. Cảm ơn toàn thể các bác rất là nhiều.
Còn bác là muốn em ship xe này, chuyển xe này, giao xe tới tận nhà, ship xe tận nơi thì bác mình cứ báo bên em sẽ ship xe đến cho. Hỗ trợ xăng tên đổi biển bình thường các bác nhá. Và bên em có nhận thu mua lại tất cả dòng xe ô tô cũ nhá, và có nhận đổi xe nhá. Các bác có xe gì mang em đổi cho. Rồi tất cả luôn, tất cả các dòng, tất cả các loại luôn các bác nhá. Giá tiền hợp lý cho mình thì thôi. Vâng, video về chiếc xe này thì em đã review quay cho toàn thể các bác mình xem tương đối đầy đủ và chi tiết rồi. Các bác nhanh tay nhấc máy để mình sở hữu chiếc xe này với mức giá tốt nhất các bác nhá. Giá bên em đưa ra cho toàn thể các bác tham khảo thì đấy là mức giá mà giá chào bán thôi. Còn khi mình vào việc thì sẽ có một mức giá tốt hơn các bác nhá. Các bác có thể trả giá, các bác có thể thương lượng về giá cả đối với mẫu xe này của bên em các bác nhá. Vâng, xin cảm ơn toàn thể các bác ạ.